Xin chào các bạn, hôm nay mình xin review bộ phim kinh dị Các Mập Bầu Trời. Cảnh báo rằng ai trên 18 tuổi thì hãy xem nhé. Một chiếc máy bay chở khách đang bay lượn trên trời. Cô bé rất chán nản vì chuyến bay quá lâu. Ông bố mới nói hãy nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm chim trời. Đột nhiên, cô bé phát hiện bên ngoài có cá mập. Cô hào hứng nói với cha mình nhưng làm gì có ai tin một điều vô lý như vậy. Nhưng thật sự bên ngoài có rất nhiều cá mập đang bay theo. Thậm chí còn có những thây ma đang cưỡi trên lưng chúng. Đây giống như một đội lính cực kỳ tinh nhuệ. Chúng dùng tia laser cắt cánh cửa máy bay để vào trong. Lúc tiếp viên nhận ra họ đã bị tấn công thì đã quá muộn. Một con cá mập lao thẳng vào khoang lái ăn thịt hai người. Binh đoàn thây ma tiến vào lập tức điên cuồng xả súng. Súng hết đạn thì bắt đầu dùng dao. Hiện trường lúc này chỉ toàn là máu. Mà điều khiển hạm đội cá mập bay là một nữ tướng zombie. Cô ra lệnh cho cá mập lao thẳng vào cho thủng vỏ, từ đó ăn thịt hành khách cho nó dễ dàng. Nữ tướng lúc này mới nhảy vào máy bay, hai tay thỏ ra hai mũi dao sắc nhọn, tiếp tục một cuộc thảm sát siêu kinh hoàng. Máy bay lúc này động cơ đã hỏng, cứ thế lao xuống, không một ai còn sống sót trong chuyến bay lần này. Phía khác chúng ta có nam chính là tiến sĩ David. David Senqua đã biết chuyện này không đơn giản như vậy. Máy bay bị rơi có liên quan đến một vấn đề bí mật của ông. Cùng lúc này đội thám hiểm con gái Jelly của ông gọi về. Họ điều tra một tàu chiến trong thế chiến thứ hai ở Bắc Cực. Jelly cùng một ông già đi xe jeep tiếp cận con tàu. Hai thành viên còn lại chờ ở liều xúc than với nhau. Nhưng đang xúc thì một con zombie lao vào chém thụt đầu. Còn cô gái thì bị chúng bắt đi. Tất cả chuyện này Jelly đều chứng kiến. Cô vội vàng lao vào tàu mong cứu bạn mình. Ông chú ở trong xe lo lắng Jelly sẽ gặp tai nạn. Vì vậy ông đã liên lạc với David, yêu cầu gửi thêm một đội cứu hộ để giúp đỡ. Nhưng tín hiệu bị ngắt trước khi ông kịp nói ra. Lúc này Jenny đã vào được chiến hạm, bên trong giống như một căn cứ quân sự bỏ hoang. Nhìn xác đồng đội bị giết chết một cách tàn ác, cô không khỏi sợ hãi. Cùng lúc cô bạn gái đã bị chúng cho cá mập ăn thịt, Jenny tiếp tục đi sâu vào bên trong, cô lại thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Rất nhiều binh lính đã bị treo xác lên, mà họ dường như vẫn còn sống. Dấu hiệu này có thể những xác chết đang được tiêm huyết thanh. Phía bên kia David đang theo dõi con gái qua camera, tận mắt chứng kiến mọi thứ. Ông biết đây chính là phòng thí nghiệm xác sống của thằng bạn mình. David vội vàng bảo Jenny mau rời khỏi, nhưng cô con gái lại khăng khăng muốn ở lại điều tra. Và để tập trung hơn nên cô đã quyết định tắt video. Điều này khiến người bố David ở nhà vô cùng bực tức. Đột nhiên một nhóm lính xuất hiện tấn công Jenny. Thế là Jenny và họ tham chiến. Bọn họ rất đông còn Jenny chỉ có một mình. Cũng may là Jenny có kỹ năng chiến đấu tốt mới có thể thắng. Lúc này binh đoàn thây ma ở đầu bộ phim đã quay trở lại. Jenny vội vàng chạy trốn. Thì ra đây là căn cứ zombie của Đức Quốc xã thời xưa. Jenny không may lại chạy đúng vào chỗ nữ tướng. Kết quả bị nữ tướng tiêm một ống huyết thanh vào người. Sau đó tiến lại vuốt ve con cá của mình. Nhân cơ hội này Jenny vội vàng bỏ trốn. Khi cô bỏ trốn thì các vết nứt trên mặt băng xuất hiện, khiến chiến hạm dần dần chìm xuống. Jenny được đưa về nhà kiểm tra nhưng không có gì bất thường. Không ngờ rằng thứ huyết thanh đó ông bố cũng đang tiêm. Điều đó khiến ông ta đã sống tới 115 tuổi. Về phía Jenny không lâu sau, khi đang tắm bắt đầu xuất hiện sự biến đổi. Dù cô chưa hoàn toàn biến thành thây ma, nhưng điều này đã khiến Jenny vô cùng đau đớn. Cô cảm trong chiến hạm vẫn còn nhiều bí mật, vì vậy cô đã chạy đến hỏi bố mình David. David cũng thừa nhận điều đó có liên quan đến ông. Ông nói rằng vào cuối thế chiến thế hai, xu hướng chung của Đức là phòng ngự nhiều nơi nhưng liên tiếp bị đối phương phá vỡ. Lúc này đại tướng của Hitler đang cố gắng lật ngược tình thế, nhưng họ cần tìm các vũ khí chiến đấu mạnh hơn. Vì vậy ông ta đã gọi cho nhà khoa học Jack. Rất nhanh anh ta làm ra một loại huyết thanh có tên là K7B. K7B có thể kéo dài tuổi thọ của con người, cũng đồng thời làm tăng khả năng chiến đấu. Nếu tiêm vào những người lính đã chết, họ sẽ được tái sinh thành thây ma. Điều khiến người khác ngỡ ngàng là Jack đã tạo ra đàn cá mập phi trọng lượng, khiến chúng trở thành vũ khí cho binh đoàn thây ma. Vào thời điểm đó, những người tham gia sản xuất huyết thanh có Jack và David. Nhưng Jack chưa phát triển đầy đủ xong huyết thanh thì kẻ thù đã bắt đầu tấn công nước Đức. David cảm thấy huyết thanh nguy hiểm nên ông muốn từ bỏ K7B. Jack bắn David rồi cướp lọ thuốc ra khỏi tay David, sau đó rời đi cùng đội quân của mình. David vì không muốn chết nên liều mình tiêm huyết thanh chưa được thử nghiệm. Ông đã thành công và tồn tại cho đến ngày nay. Cùng thời điểm này Hoa Kỳ lên dự án chống Liên Xô. Họ mang các nhà khoa học đến đây để phục vụ cho cuộc chiến. David cũng được họ điều đến Hoa Kỳ. Nói đến đây chắc Jenny đã đoán được, những thây ma trong chiến hạm chính là đội quân đã theo rách năm xưa. Cùng lúc này các thành phố trên khắp thế giới lần lượt bị cá mập thây ma tấn công. Cả thế giới chìm trong khói lửa, quân đội đang tìm cách phản công. Nhưng họ phát hiện ra tên lửa không thể hạ được những con cá. David biết được điều này qua tin tức, ông quyết định giúp chính phủ chống lại bọn này. David liên lạc với các chuyên gia cá mập ở khắp nơi để thảo luận về biện pháp đối phó. Cuối cùng đưa ra quyết định sử dụng sóng siêu âm tấn công. Nhưng vấn đề là họ không biết đội quân cá mập ở đâu. Các nhà khoa học này nghĩ ra cách tàn nhẫn là để máy bay người dân cất cánh và làm mồi nhử. Trong khi người dân ngồi chờ chán nản ở sân bay, thấy được cho phép bay lại vô cùng hào hứng. Bên này phi đội cá mập bay cũng lập tức xuất phát. Chúng cũng bật luôn chế độ tàng hình. Đồng thời máy bay của nhóm Jelly của khởi hành phía sau. Mọi người trên máy bay đều không biết chuyện gì xảy ra.
Họ nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến bay bình thường, mà không biết rằng đội quân Thây Ma đã đến bên cạnh. Cho đến khi một con cá mập bay qua, người dân tò mò nhìn ra cửa sổ, cũng là lúc đàn cá mập bay bắt đầu hiện hình. Chúng lập tức cho đoàn Thây Ma đang đáp xuống, dùng máy cắt một lỗ, chọc cây gậy xuống lại không may trúng đầu một người. Cô gái hét lên khiến mọi người trên máy bay lúc này bắt đầu nhốn nháo. Nữ tướng Thây Ma cũng bắt luôn phi công ném đi, phi công phụ cũng bị giết hại. Các Thây Ma bên ngoài bắt đầu chơi một trò khốn nạn, chúng bắn xuyên máy bay bằng một sợi dây thép, tạo thành một sợi thép gai chằng ngang cổ mọi người. Sau đó đột ngột hãm dây thép lại, dây thép cứ vậy cắt đứt hết đầu hành khách. Rất nhanh máy bay đã bị cắt làm đôi, đầu người rụng xuống như lá mùa thu phải gió. Lúc này Jelly và nhóm lính vẫn còn chưa tới nơi, thì một nhóm hành khách cuối cũng bị sát hại. Jelly ra lệnh phát sóng xung kích siêu âm, vụ nổ khiến vỏ máy bay hành khách bị lột đi hết. Đám cá mập cũng hiện nguyên hình, nhưng kỳ lạ chúng lại không tấn công nữa. Người chị Linda thấy thế đã nhanh chóng liên lạc về cho David. David mới nói rằng bởi vì Jelly đã tiêm huyết thanh, nên bọn cá mập và binh đoàn Thây Ma cũng cảm nhận được vị trí của cô. Nhưng yên tâm vì chúng sẽ không hại đồng loại. Còn David lúc này cũng đang lái một chiến hạm siêu to bên dưới. Ông nhanh chóng liên lạc với quân đội, báo rằng lũ cá mập đang hướng thẳng đến New York, mà sóng siêu âm cũng vô dụng với cá mập. Lúc này đại tướng quân đội Mỹ ra lệnh mở lại chương trình Cái Chết Mới. Nó vốn là một chương trình được khởi đầu từ chiến tranh Việt Nam. Lúc đó David chính thức tham dự vào dự án và là người phụ trách dự án Thây Ma ở Việt Nam. Quân đội cung cấp cho ông mọi nguồn lực và kinh phí, miễn là ông có thể tạo ra một binh đoàn hoàn hảo và có thể điều khiển chúng bằng sóng siêu âm. David cuối cùng cũng thí nghiệm thành công. Ông lập tức cho giết một nhóm lính Việt Cộng, rồi phun thử nghiệm huyết thanh lên người họ. Lúc đó ông nghĩ phương thuốc này không có tác dụng, không ngờ hôm sau nhóm lính Việt đã thành công sống lại, rồi chúng tấn công thẳng vào doanh trại quân Mỹ ở đây. Mà đạn bắn thì còn lâu chúng mới chết, thậm chí các Thây Ma này kỹ năng chiến đấu còn được tăng lên. Cuối cùng nhóm Thây Ma Việt Cộng hoàn toàn chiếm ưu thế, ruột gan lòng mấy lính Mỹ cứ thế bị lôi hết ra. Cuối cùng họ phải thả bom để tiêu diệt hết. Vậy là cuộc thử nghiệm đã thất bại. Để sửa chữa sai lầm, ông đích thân lên kế hoạch sẽ đích thân đi giải cứu con gái. Ông đeo thiết bị khuếch đại sóng não, ngay lập tức kết nối được với bọn zombie. Lúc này Jenny đã bắt đầu đột biến thành Thây Ma. Cô tiến ra mở cửa cho bọn zombie tiến vào. Cá mập bay cứ thế mà đưa xác sống nhảy vào trong. Rất nhanh một trận chiến đẫm máu bắt đầu. Phía bên ngoài một con cá mập siêu bạo chúa xuất hiện. Đây chính là con cá mập Thây Ma David đang lái. Ông dùng súng muốn hạ hết đám cá mập con. Rất nhanh chóng đám cá mập zombie bị tiêu diệt hàng loạt. Phía bên trong Jelly cũng đã hạ nốt người lính cuối cùng. Nhưng lúc cô ta định bắn chị gái thì tính người lại trỗi dậy. Chị gái tranh thủ phản công tiêm thuốc giải cho Jelly. Phía bên ngoài cá mập Thây Ma vẫn còn rất nhiều. Chúng bắt đầu phóng tên lửa vào con cá mập chúa. David liên tiếp phóng tên lửa ra đáp trả. Trong phút mốt cả đám tan tành, xác cá mập tức thế ầm ầm rơi xuống biển. Phía bên trong Jelly cũng đã hồi phục trở lại. Lúc này mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau sự cố, David nhận ra thí nghiệm trước đây của ông là một quyết định sai lầm. Ông dự định sẽ nghỉ hưu và sống một cuộc sống vui vẻ với hai người con gái. Câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc. Lúc này bên trong chiến hạm mà Jenny đã đi vào lúc đầu, đám lính bên trong đang nghe bài phát biểu của một người phụ nữ tôn thờ chủ nghĩa phát xít. Họ đã thiết lập một đội quân và sẵn sàng tấn công. Có vẻ như chiến tranh lại sắp được khởi chiến.